Bịt quay ra thôi, mua bịt đi. Hết là vẫn phải cố ăn. Ngửi như quá đấy. Chào các bạn nhé. Hiện tại mình đang có mặt ở trong chợ Bắc Sơn này. Mình đang đứng ở kho bạc nhà nước Lạng Sơn, kho bạc nhà nước Bắc Sơn các bạn nhá. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến thăm một hàng vịt quay ở chợ Bắc Sơn các bạn nhá. Đây. Đây hiện tại là đến hàng vịt quay đây rồi các bạn nhá. Ui giời. Đấy. Đấy, vịt quay ở Bắc Sơn các bạn nhá. Hiện tại đang quay đây này. 2, 4, 6 con. 7 con, ui dồi ôi. Con nào cũng đẹp. Ở đây đây. Chủ quán các bạn đây này. Em làm được 7 năm rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ đến quán của em Kiên để Kiên à? Giới thiệu cho các bạn em Kiên. Vịt quay nhá. Ở đây đây. Kiên này có dạy học nghề không? Xong em á. Đây các bạn này. Đây là những con vịt này đã quay xong rồi các bạn nhá. Đấy. Đây. Hiện tại mình bán một con vịt này là bao nhiêu tiền ở bạn Kiên nhỉ? Ở chợ Bắc Sơn này bán là một con là 200. À một con 200.000. Vâng. Con to đấy. 200. Đấy con vịt quay con to nhỉ? Con này lúc hơi chắc là không phải hơn 3 cân nhỉ? Nhìn to lắm. Thế một ngày em bán được khoảng bao nhiêu con? Tầm 15-20 con. À, một ngày 15-20 con. Đấy, 15-20 con thì to đấy. Vịt này to đấy. To đấy nhỉ? 3 cân cơ mà. Vịt nó già. Vịt này là người ta bán vịt nó chậm. Bán vịt nó chậm nhỉ? Vâng, nên là vịt nó để lâu ngày, nó quá ngày nó lại già luôn. À, to. Hiện tại là quán mình có dạy học nghề không ạ, bạn Kiên? Có, em vẫn dạy bình thường anh nhé. À, vẫn dạy học nghề các bạn nhá. Đấy, các bạn nào... À, đấy, các bạn nào có muốn học nghề vịt quay thì các bạn cứ lên chợ Bắc Sơn của quán bạn Kiên này nhá. Mỗi người có một cái sở thích. Mỗi người có một cái đặc biệt nhá. Quay này thì thích này nó có đặc biệt điểm là nó nóng hổi. Đúng rồi, quay này nó nóng ngon, nhìn nó bắt mắt. Có thể ăn luôn được. À, màu đẹp lắm. Em làm gì đấy? Em pha nước cho nó được khói à? Vâng, cho ít do. Dạ, luôn à. Mình hám lửa. Phải không? À để à. Vì nó béo mỡ nó giỏ nhiều. À. Ý là đúng rồi. Giỏ xuống này nó đỡ khói. Một con là 200, một nửa con thì mình bán như nào? Nửa con 100. Nửa con 100 là đầu chia hết. Chia đôi. Chia đôi hết, đầu cổ chỉ là chia đôi hết. Đầu cổ chia đôi luôn. Thế chia hết là bao câu hết. Ai mua cái gì là có nửa đầy đủ hết. Vâng, không bán gì trên thành phố, bán cái cổ cánh riêng các kiểu là đây không bán. Có bán cả góc nữa, ở đây không bán góc. À đây không bán. Chỉ bán nửa là chia đôi. Chỉ bán nửa và một con, thế thôi. Có thịt cổ nó to hay nhỉ? Ngon lắm. Ra rồi. Vịt Bắc Sơn các bạn nhá. Vịt ở chợ Bắc Sơn đấy. Quay luôn được không? Cái này em được không? Em gái xinh đẹp, bạn cũng quay đấy. Hỗ trợ chồng rất là tốt. Chồng là rất đảm đang đấy. Chồng đảm đang, vợ cũng đảm đang. Mà được cả vợ lẫn chồng. Một con. Bán được nhiều không em ơi? Con cái ơi. Mấy chục con? Làm
sinh ra để mà làm hàng ăn đấy. Đấy. Hai bạn trẻ này đã rất là nổi tiếng với vịt quay ở Bắc Sơn rồi nhé. Đây là rất chấm ảnh khá. Bán 200 200 đúng rồi, vịt quay thì không thiếu lẩu mật được. Đấy, rất là thơm. Này là vợ sẽ vào túi đúng không? Vẫn như thế. Túi cho khách như này là ngoài chính xác. Hai người được. Vắng thì một người được chứ còn đông đông thì một người chặt nó lâu mất người ta ngón. Anh bảo là nghe bảo cái phao câu vịt ăn phá hồng lắm em hay ăn. Thật ra. Món phao câu vịt là món ngon đấy, em nhiều người rất thích ăn đấy. Xinh tươi lắm đấy, không đùa đâu. Chứ khó ở trong là chặt mất lại cho phao câu. Tức là có phấn rồi, phải cho phao em ngửi mùi đã hồng lắm rồi. Hồng á. Đấy, bên này đây. Em sẽ làm được cho gia vị với... Một con vịt. Quay chú ơi, quay chú ơi. Đây này, nếu mà người ta gọi ấy, em ship bắn kính bao nhiêu km? Quay thị trấn này, quay thị trấn này, mới bị ship. Bắc Sơn có ship tốt, được. Bắc Quỳnh, nhưng mà Bắc Quỳnh, Bắc Quỳnh có ship tốt. Vịt quay ở Bắc Sơn đây. Vịt quay Bắc Sơn. Đấy, hôm nay chặt ra rồi. Thì bây giờ mỗi anh em sẽ thưởng thức một miếng để xem vịt quay Bắc Sơn nào nhá. Vịt quay Kiên Dung, Kiên Dung. Kiên Dung. Quay rồi thì phải ăn thôi. Đúng rồi, chính xác là mình phải thưởng thức. Đấy, mình hay thích chọn cái cọc ăn thịt quay tí. Kiên Dung thị trấn Bắc Sơn, Lương Bạch Chi. Ngay chỗ khu Lương Bạch Chi nhá. Đây nước chấm đây các bạn ơi. Nào thưởng thức đi nhá. Mọi người anh em thưởng thức đi. Làm một miếng miếng này, miếng này mình. Cành cành đuôi này nó mới ngon này. Để đổi máy cho khác. Đây là nước chấm đây. Giờ sẽ đến tôi sẽ tìm một cái miếng nào mà mình thích ăn nhất và sau đó thưởng thức nhá. Rồi, ok. Thơm lắm, ngon. Mọi người dùng đi. Đấy nha, mọi người. Tôi sẽ ăn nhá. Ngon lắm. Nói chung là gia vị rất là thơm. Con vịt ăn nó dai thịt. Mọi người ăn rồi mình cũng phải làm miếng chứ không là không được. Đấy. Quay rất thơm mà. Bạn ngon đấy ạ. Rất là thơm và ngọt. Khá tuyệt vời á. Kiên Dung nhá. Kiên Dung. Quán Kiên Dung Lương Văn Chi thị trấn Bắc Sơn nhá mọi người nha, nhớ nhá. Bây giờ con vịt ăn nó dai thịt. Thơm. Thơm, rất là thơm luôn, vịt của em thơm á. Đúng rồi. Dai và thơm. Cái nước chấm kia cũng rất là đặc trưng. Vừa phải, nước chấm vừa phải mà đặc trưng. Ăn nó bị đặc trưng riêng. Đấy, ngon quá, tôi phải ăn thêm miếng nữa nhé. Các bạn đây, tôi thấy là vịt này ngon quá, nên phải ăn thêm một miếng nữa cho nó... Cho bó mồm. Cho nó mỏ, nó đủ. Thạch xanh à? Thạch xanh. Nào, tôi phải ăn miếng nữa rồi. Đây, đây. Này ngon hơn này. Cũng nhiều sắp rồi, phải không? 20 sắp. 20 sắp đúng không?20.000 sắp nước chấm gia vị rất là thơm và đặc trưng riêng của Bắc Sơn các bạn nhé. Các
các bạn nào mà có dịp mà qua Bắc Sơn các bạn hãy đến một hội quán làm miếng nha với em các bạn nhá.